Naya rằng yatha bát chân tăng gút tăng san tara bà hi rằng e văn go bê tha a ta năng khăn nô vô ma út bát cha gà khá na ti ta hi so chân ti ni ra dầm hi san mập ti ta. Naya rằng yatha bát chân tăng gút tăng san tara bà hi rằng e văn go bê tha a ta năng khano vô ma upachaga khana tita hi so chanti nirayam hi samapita nagaranya tha panchantang vutang santara bahirang ekvang bodhe Naga aranya thapa chan tang gutan santara bahirang evang gope tha tanang kano voma upachaga kanati tai so chanti nirayami samapita. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nagaranya thapa chantang gutan santara bahirang evang gupe thatanang kano voma ubanchaga kanatita hisu chani nirayam hi samapita. Như trên ở trấn biên thùy, quan quân bảo vệ trận uy giặc ngoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh ruột rầu thối gan. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em đã trả bài xong, kính mời chị Cẩm Vân. Tiếp theo kính mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Ái Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính hình lễ Đức Phật, con kính hình lễ Giáo Pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Hình Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 315. Ná gá răng giá thà bát chanh tăng vút tăng san đá rá bà hí răng ê quăng gô bê thá áp ta năng khá nô vô ma ú bát chá gà khá na ti ta hí sô chanh tí ní rá dân hí sâm sa na pí ta ná gá răng giá thà bát chan tăng út tăng san tá ra bà hí răng ê quang gô bê thá át ta năng khá nô vô ma ú bát chá gà khana tina hi so chan tí ni ra dân hi sa na pi ta na ga rằng giá tha bát chan tăng quốc tăng san tá ra và hi rằng e quăng go pe tha át ta năng khá nô vô ma ú bát chá gà khá na ti ta hí sô chanh tí ní rá dân hí xá nát pí ta. Như thành ở biên thùy, trong ngoài điều phòng hộ cũng vậy, phòng hộ mình sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Như trên ải trấn biên thùy,
quan quân bảo vệ, hằng quy giặc hoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biến trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọ vào khổ cảnh rầu, ruột rầu thối gan. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã ôn bài xong, và kính mời huynh Quách Thanh Á. Sa thu sa thu lành thầy Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung là con xin được kể kinh pháp cú số 315. Nhà kính cảm ơn Sít Nhật Thuyền Sít Hàng Đồng cho biết nhà rộng. Na garang yatha pachantang guttang santara bahirang evang go petatanang khanovo mao pachaga khanati tahi so chanti nirayam hi samapita naragang yatha pachantang guttang santara bahirang evang go petatanang khanovo mao pachaga khanati tahi so chanti nirayam hi samapita nagarang yatha pachantang guttang santara bahirang evang go petatanang khanovo ma upachaya khanati tahi so chanti nirayam hi samapita. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Như trên hải trấn biên thùy, quan quân bảo vệ, hằng uy giặc ngoài, thân tâm phòng hộ hỡi ai, sát na biếng trễ gia tài còn đâu, bỏ qua cơ hội lần đầu, đọa vào khổ cảnh ruột dầu thối gan. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Giá. Con xin được xuống mic cho kính mời Sít Nhật Thuyền. Yes. Sa thú con thành kính lãnh lễ. Dạ cảm ơn Răng Đông. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh 35 một lần. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. Dạ con kính tri ân sư. Nagarang yatha pachantang gut tăng san tarabba hi rang e wang go be tha atta nang khana vô ma upat chaga khana ti ta hi sơ chan ti ni da yam hi sa map bi ta. Như thành ở biên thùy, trong ngoài điều phòng hộ, cũng vậy phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ sa thú lành thai. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quách Thanh Á. Cảm vân cô em Minh Xích Sương Mai Trần Đạo Xích Trạng Đông cô tu nữ Phúc Hạnh đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới. Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi chúng ta được bài học, học bài 316 do Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng, Kim Nhung nãy giờ chạy ra chạy vào hoài. Nhật Quỳnh định chờ Kim Nhung có thời gian để mời Kim Nhung kể kinh, mà
hình như đường truyền của Kim Nhung không tốt. Rồi thôi, để hẹn hẹn qua tuần sau ha Kim Nhung ha. Thứ sáu này là ngày chót của Pháp Cú Kinh rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư à. Nam Mô Bích Tha dạ. Nam Mô Tham Ma dạ. Nam Mô Sân Kha dạ. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đằng nhờ ánh sáng, cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 316. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể đại chúng. Dạ cảm ơn quý cô đã cho biết được âm thanh nghe rõ. Trước khi vào bài học mới ngày hôm nay, xin cung thỉnh chư tăng và mời tất cả quý vị cùng hướng về Tam Bảo để đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Dạ kính đảnh lễ chư tăng và mến chào toàn thể tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Buổi học tối hôm nay chúng ta sẽ học về câu Pháp Cú số 316 trên 423 câu. Chúng ta cũng gần sắp kết thúc. Dạ, bộ 316 chúng ta đang học phẩm là phẩm địa ngục Nirayavakku. Dạ, nội dung của câu pháp cú kệ ngôn số 316 như sau: Alacchita ye lacchanti lacchita ye lacchari miccha ditthi sammadana satta gacchanti dukkhatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của ngài Hòa thượng Minh Châu.
chúng xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh ở khổ cảnh. Bản dịch văn xuôi của Ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân, và cũng như là bản phổ thơ của Ngài Minh Đức. Thẹn thùa những việc hoàng xuyên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Nam mô Bụt Hà Giác. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ học sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 316 này. Alachita ye lachanti lachita ye nalachare mitya dithi madana satta gachanti tukating. Câu đầu tiên đó là Alachita ye lachanti. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ học các từ vựng nó có cái gốc gần tương đương với nhau, chỉ thay đổi cái cách chia và thay đổi cái cách hình thành của từ vựng. Alachita ye, Alachita ye đó là về điều không đáng xấu hổ, về điều không đáng xấu hổ. Alachita ya, Lachita, Lachanti là đáng xấu hổ. Chúng ta thấy là cũng cùng xuất phát từ cái căn giống nhau là Lachati, Lachá. Do sự hình thành của ngữ Pháp Pali cho nên hình thành thành cái động từ và cái danh từ. Và cái danh từ này cũng được gọi là danh động từ, bởi vì hình thành từ cái động từ và ghép với lại tiếp đầu ngữ á, cho nên nó thay đổi là không, về điều không đáng xấu hổ. Lách chanh tí là đã xấu hổ, là xấu hổ. Câu thứ hai, Lách chi ta ye na lách cha re, Lách chi ta ye na lách cha re, thì cũng như câu trên, chỉ khác biệt đó là Lách chi ta ye về điều đáng xấu hổ thì lại là na lách cha re, không xấu hổ. Chữ ná là không, lách cha re là xấu hổ. Rồi chúng ta đi vào câu thứ ba, Mitya Ditthi Samadana. Mitya Ditthi Samadana, đây là một cái từ ghép, ghép từ ghép ở trong ngữ Pháp Pali nó có rất là nhiều thể loại, rất là nhiều thể loại. Ghép bởi ba cái từ vựng đó là Mitya, Ditthi, Samadana. Ở đây ghép ở đây nó cũng có thể, có khi đó là ghép những cái từ bằng trên phương diện chia cách ngang hàng, và cũng có thể là từ ghép trên cái phương diện là ý nghĩa. Thì cái câu này là, cái từ này là trên phương diện ghép lên ý nghĩa. Mitya, Ditthi, Samadana. Những người Mitya đó là sai ha, sai sai tà. Ditthi là cái nhìn, cái hiểu biết, cái kiến. Samadana, thì chấp thủ. Mitya Ditthi Samadana là nghĩa là
có sự chấp thủ tà kiến. Có sự chấp thủ tà kiến. Và chúng ta đi vào câu thứ ba, đó là Satta Gacchanti Dukkatin. Satta nghĩa là chúng sanh. Sappe Satta Aviharantu, chúng ta hay đọc cái câu rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Sappe Satta là tất cả chúng sanh, Satta là chúng sanh. Hay là chúng ta gặp cái từ Bodhisatta, chúng sanh hướng về cái sự giác ngộ, chúng ta gọi là Bồ Tát. Satta gặp rất là thường. Gacchanti là đi đến. Đi đến ở đây nó có mang cái nghĩa là tái sanh thưa quý vị. Đi đến cảnh giới sau kiếp sống này. Dukkatin, Dukkatin là khổ cảnh. Dukkatin là khổ cảnh. Là như vậy chúng ta đã sơ lược qua về phần ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 316. Một lần nữa câu kệ ngôn này có nội dung như sau: Alacchita ye lacchanti lacchita ye na lacchare miccha dithi samadana satta gacchanti dukkatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, kính bạch chư tăng, thưa toàn thể quý vị, thì chúng ta sau khi học về ngữ vựng và chúng ta sẽ đi về phần thứ hai, đó là phần duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú này. Và thưa quý vị, thì duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú số 316 cũng là nội dung của duyên sự của câu kệ ngôn Pháp Cú 317. Hai câu kệ ngôn, nhóm hai câu kệ ngôn này có cùng một duyên sự, và bài học tới chúng ta sẽ học thêm một lần nữa về cái duyên sự này. Và đặc biệt trong cái bài chia sẻ với quý vị thì Tịnh Đạt xin nhấn mạnh về cái phần duyên sự để chúng ta có cái sự hiểu rõ lý do tại sao mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ này. Còn phần ý nghĩa về phần tu tập thông qua các câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ tự mình rút ra cái bài học riêng về cái phần duyên sự. Và ở trong duyên sự của quyển Bộ Chú Giải của Ngài Pháp Minh, nếu mà quý vị đọc, ngay cả Tịnh Đạt đọc thì cũng có cái sự hơi phân vân. Bởi vì cái câu dịch trong cái chú giải này có cái vẻ không có hợp lý so với cái câu kệ ngôn. Chúng ta đọc như thế này: Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chitawana, đề cập đến phái Nigantha. Câu chuyện chi tiết rằng ngày kia tu gặp phái Nigantha, rồi về luận bàn nhau rằng tốt hơn phái lõ thể vì họ che thân kín đáo và có sự hổ thẹn. Ở đây có một cái sự, chắc có thể là do cái sự nhầm lẫn khi mà nói về cái sự che thân kín đáo. Thưa quý vị, thì trong đạo, theo đạo Nigantha, âm là Ni Kiền Tử đó, thì được gọi một cái tên khác và phổ biến ở trong giới học Phật bây giờ đó, thì gọi là Chinanism. Chinanism là bắt nguồn từ cái từ Pali là China, là chiến thắng á. Chinanism được nhắc đến trong cái môn học Phật giáo, bên cạnh những cái học Phật khác. Và Nigantha hay Chinanism á, là đạo lõa thể,
đạo lộ thể, không có phải là mặc y che kín đáo. Và tiếp tục cái trong phần chú giải, phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn này, họ giải thích sở dĩ chúng tôi che thân kín đáo, che kín thân thể, các bụi đừng rớt vào thức ăn. Thì cái phần mà các bụi rớt vào thức ăn nó không có mang một cái ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ dừng lại chỉ các bụi mà thôi. Sở dĩ nó không có liên quan, tại vì trong các bụi á, cần phải giải thích thêm, đó là có những cái côn trùng, có những con vật nó bé nhỏ, nó bay theo không khí giống như là các bụi đó, nó rớt vào trong thức ăn thì mình sẽ ăn thức ăn thì sẽ vô tình ăn luôn những cái loài vật bé nhỏ đó, mà xem như là phạm giới. Cho nên các tu sĩ Nigantha này đã dùng cái vải để che lại. Và họ tranh luận sôi nổi với chư tỳ kheo. Nhân cơ hội này, chư tỳ kheo về ý kiến bậc đạo sư bạch rõ câu chuyện ấy. Đức Thế Tôn phán rằng: này chư tỳ kheo, chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn, và không hổ thẹn chỗ đáng hổ thẹn, ôm ấp sai lầm ấy dẫn đến khổ cảnh. Rồi Đức Phật Ngài đã dựa theo cái ý nghĩa duyên sự này, bạn đã ngâm lên cái câu kệ, hai cái câu kệ ngôn 316 và 317 được lại trong Dhammapada, Pháp Cú Kinh. Thì thưa quý vị, trong cái bản tiếng Việt dịch đó, thì có sự không có thống nhất. Thứ nhất là đạo Nigantha thì không có che thân kín đáo, không có mặc đồ kín thân. Và thứ hai đó là che thân á, thì làm sao mà bụi liên quan tới bụi rớt vào thức ăn. Thì sau đó Tịnh Đạt đã tìm hiểu qua một cái trang giải thích khác như cái trang mà Tịnh Đạt có gửi cho quý vị trong cái bài học hôm trước đó, thì có một cái giải thích rõ ràng hơn. Xin trình cho quý vị được thấy. Thì trong cái vờ giải thích ở đây đó, ngắn gọn là như thế này. Tức là các vị tỳ kheo Phật giáo thấy nhóm đạo sĩ Nigantha, đạo sĩ lỗ thể, nói rõ là các đạo sĩ lỗ thể đi khất thực. Cái hình thức đi khất thực thì ăn xin thì đạo nào cũng vậy thưa quý vị, chứ không phải riêng là đạo Phật. Thì các vị tỳ khưu Phật giáo thấy các tu sĩ lỗ thể đi khất thực, và trong cái bộ dạng họ đi khất thực đó, thì lỗ thể thì đương nhiên là không mặc đồ rồi, nhưng mà tuy là trên thân họ không mặc đồ, nhưng mà họ sẽ dùng một cái tấm vải để mà che cái bát lại. Che cái bát, một cái tấm vải nhỏ để che cái nắp bát lại, đẩy cái bát lại. Thì nhóm các vị tỳ kheo Phật giáo đó mới có một cái lời bình luận khi mà thấy như vậy đó. Thì bình luận rằng tốt hơn là các cái vị tu sĩ lỗ thể này che đi cái thân thể, cái lỗ thể của mình cho kín đáo hơn là đi che cái bát. Thì các tu sĩ lỗ thể nghe các vị tỳ khưu bình luận như vậy đó, thì đã có một cái lời giải thích. Có một lời giải thích: tao phải dùng một tấm vải nhỏ che cái bát, trong khi mình thì không có mặc đồ. Bởi vì họ sợ đó, cái bát mà ôm đi khất thực đó, ở trong khi mà du hành hay là đi khất thực, thì những cái con côn trùng hay là những cái loài bé nhỏ bay trong không khí đó, nó vô tình nó rớt vào trong bát thức ăn. Và vì cái lý do đó mà những cái côn trùng này sẽ bị chết, hoặc là những cái tu sĩ lộ thể này ăn thức ăn sẽ ăn luôn những côn trùng. Giống như là có một cái hạnh rất là từ bi.
Thì nghe được như vậy đó, các vị tỳ khưu Phật giáo đã quay trở lại trình lên Đức Phật cái câu chuyện. Và kết thúc thì Đức Phật Ngài đã ngâm lên hai cái câu kệ ngôn này sau cái lời giải thích cho các vị tỳ khưu, giống như là dạy cho các vị tỳ khưu một cái bài học. Và cũng một cái trang trình bày chỗ khác cũng gần tương tự như vậy, cũng gần tương tự như vậy. Và điều nhấn mạnh một cái sự đó là dùng một cái tấm vải để mà che cái bát, để đựng thức ăn đó, chứ không phải là che thân kín đáo. Thì như vậy nó sẽ khớp với lại cái việc mà Đức Phật Ngài nói việc đáng hổ, không đáng hổ lại hổ, hổ thẹn đó, việc đáng hổ thẹn lại lại không. Cái việc mà không đáng hổ thẹn đó là cái việc mà lõ thể hay là làm các cái việc phi pháp, lại không có, có sự hổ thẹn, không có cái sự mà mắc cỡ khi mà trong khi là du hành trước mọi người thì lõ thể, không có mặc đồ. Còn cái việc mà việc đáng hổ thẹn thì lại không hổ thẹn. Cái việc mà gìn giữ làm sai các cái điều trong giới luật, trong cái giới cấm hoặc tạo các cái bất pháp thì đó là những cái việc đáng hổ thẹn, lại là không hổ thẹn. Do là chấp nhận cái nhìn nhận như vậy đó cho nên có cái hành động không có hợp lý. Qua cái duyên sự mà trình đại trình bày và tìm hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là khớp với lại cả hai cái câu kệ ngôn này 316 và 317. Và các quý vị cũng xin lưu ý trong cái việc học cái duyên sự của hai câu kệ ngôn này. Thì thưa quý vị, là đạo Nigantha hay là Jainism được biết thời điểm bây giờ đó đã được Đức Phật Ngài đã được kinh điển nhắc đến, ghi nhận, và rõ nhất là trong bài kinh thứ hai theo thứ tự, đó là trong kinh Trường Bộ Kinh Dikhanikaya, bài kinh Samanya Palasutta Samungwa, thì đã có nhắc đến cái vị đạo sư Nigantha. Thật sự ra Nigantha là tên của cái vị đạo sư Nigantha Natabutta, tên của vị đạo sư. Và theo Tịnh Đạt được biết thì cái vị đạo sư này cũng rất là nổi tiếng, rất là được quần chúng mến mộ bằng những cái hạnh tu và bằng những cái cách sống rất là khắc nghiệt. Quý vị biết cái trường phái của Nigantha rất là hạnh, và cái việc khổ hạnh đó nhằm cái mục đích đó là kiềm chế cái dục vọng, và họ có thể khổ hạnh cho đến chết luôn, khổ hạnh mà ép sát. Rồi Nigantha Natabutta là một vị đạo sư trong tất thảy là 7 vị ở trong cùng một cái thời điểm Đức Phật. Riêng Đức Phật, ngoài Đức Phật thì còn 6 cái vị đạo sư khác. Và 6 cái vị đạo sư này được biết là rất là được quần chúng mến mộ và có đông cái đồ chúng. Thì về cái địa lý đó thì đạo sư Nigantha Natabutta thì ở rất là gần với lại Phật giáo, nhưng mà không có được ghi nhận như là các cái cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Phật và vị đạo sư Nigantha. Chỉ có chăng là có một cái vài vị đệ tử như là Makkhali. Thì liên quan đến Nigantha thì các quý vị sẽ có thể tìm lại trong cái bài kinh Samanya
Phalasutta, bài kinh Sa Môn Quả. Và trong cái bài kinh Sa Môn Quả này có nhắc đến ta sáu cái vị đạo sĩ, vị đạo sư. Tại vì ngắn gọn ở trong bài kinh này thì không có nói lên hết được tất cả những cái yếu lý, cái tinh hoa của Nirgantha. Bài kinh Sa Môn Quả chỉ nhắc đến một phần rất là ngắn gọn, là khi mà vua Ajatasattu đến hỏi những cái vị đạo sư, và trường hợp của đạo sư Nirgantha Nataputta, Nataputta đó, về cái việc đó là cái quả báo hay là cái lợi ích của cái việc tu hành trở thành một vị tu sĩ sa môn, thì thay vì trả lời trực tiếp thì đạo sư Nirgantha Nataputta đã trả lời một khác, tránh né, đã nêu lên bốn cái giới của đạo Nirgantha. Thì chỉ như vậy thôi, chỉ nhắc đến sơ lược về cái bốn cái giới cấm của Nirgantha trong cái bài kinh Samanya Phalasutta. Còn cái việc mà những cái tinh hoa yếu lý ở trong đạo thì không có được nhắc đến. Và hiện tại bây giờ tại Ấn Độ, các quý vị hành hương thì có thể một lần nào đó chúng ta sẽ gặp cái đạo lộ thể này. Và báo trước quý vị thì có thể là chúng ta sẽ có cái sự bất mãn, nhưng mà theo các cái tôn giáo tại Ấn Độ á, họ có một cái tín ngưỡng rất là tự do, ai cũng có trở thành một cái người lãnh đạo về tôn giáo được hết. Và quý vị sẽ thấy không có gì xa lạ khi mà ở ngoài đường, ở những cái đường nơi đông đúc, có những cái đạo, những cái hình thức tu rất là khác biệt mà ở Việt Nam chúng ta khó và sẽ không thể nào bắt gặp được. Chúng ta đã quen với cái hình ảnh một vị sa môn tu sĩ với y áo chỉnh tề, nhất là khi mà đi khất thực hay đi ra ngoài đường, chứ không có thể nào bắt gặp một cái hình thức đó là lõa thể, không áo, không một bánh vải che thân, mà được quần chúng tôn kính thờ phụng. Thì như vậy thì nó trái với lại cái văn hóa của từng nơi, nhất là ở Việt Nam. Và anh đi có gặp đến một cái cụm từ sẵn đây, Sacchika, để quý vị chạy một xíu, Sacchivaka, nha, Sacchivaka và Acchivaka. Tịnh đại chỉ cung cấp cho quý vị thêm hai cái từ này để khi mà chúng ta có thể tìm hiểu ở trên internet, trên mạng đó, thì đây là những cái từ có nghĩa là tu sĩ mặc quần áo trắng. Và tu sĩ không mặc quần áo. Đây là một cái từ cặp từ Pali được lấy ở trong những cái bài kinh kinh Tạng, và chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên internet bằng những cái cặp từ này nói về đạo Nirgantha. Thì quay lại cái ý nghĩa của duyên sự và bài kinh câu kệ ngôn này á, Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh đến một cái điều, đó là hãy quan tâm. Ngài muốn sắp tấn các vị tỳ kheo đó, các những cái vị mà về trình lên Đức Phật đó, hãy quan tâm đến những cái việc mang cái lợi ích
Và đó mới những việc mà không có mang đến lợi ích đó, thì đừng có chú trọng. Giống như là cái việc mà hổ thẹn đối với các cái bất thiện đó, hổ thẹn đối với cái sàm, cái quấy, cái điều phi pháp đó, thì chúng ta hãy quan tâm đến nó. Còn cái việc mà một cái y đẹp, một cái hình thức đẹp, một cái cử chỉ đẹp, hay là một cái hình thức để mà sợ người khác chê bai, thì cái việc hổ thẹn trong cái việc mà sợ người khác chê bai, đánh giá, thì cái việc nó không có đáng để mà quan tâm. Cũng giống như là chúng ta thường nghe nói một cái câu Bồ Tát sợ nhân hay là chúng sanh sợ quả đó, nó cũng mang một cái ý nghĩa trong cái câu kinh Pháp Cú này. Bởi vì Bồ Tát là chúng sanh hướng đến sự giác ngộ đó. Cái Bồ Tát ở trong kinh Nguyên Thủy thì không có mang một cái ý nghĩa là một chúng sanh hoàn toàn giác ngộ, mà là Bồ Tát Bodhisattva là chúng sanh hướng đến cái sự giác ngộ, có cái sự nhận thức đúng đắn rõ ràng. Thì khi mà có cái sự nhận thức đúng đắn rõ ràng về các cái nhân quả đó, thì có cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi ở đây nó không phải là cái sự run sợ hay là cái sự hoảng hốt, mà sợ hãi ở đây là cái sự kinh sợ, nhàm chán, cái sự mà buông bỏ. Cho nên nếu mà hiểu là Bồ Tát sợ nhân, và được hiểu là nhân ở đây là nhân khổ, chúng sanh sợ quả, chúng sanh thì không có sợ tạo nhân, tạo cái điều phi pháp, cái điều bất chánh, mà khi cái quả trổ khổ đau thì lại than van trách móc, kêu trời kêu đất, van xin nài nỉ sự cứu giúp, giúp đỡ. Thì Bồ Tát sợ nhân không chỉ mang cái ý nghĩa là cái sợ hãi, kinh sợ hay nhàm chán về cái điều bất thiện, mà các ngài, các vị đó cũng không có quan tâm cái việc mà cái quả của cái việc thiện vị đó tạo. Cho nên quý vị biết những cái hành động của chúng sanh được gọi là Bồ Tát đó, Bodhisattva hướng về cái sự giác ngộ, được gọi là Ba La Mật, chứ không phải là cái phúc hành tông hay là những cái việc phúc hành lại hướng đến cái việc mà hưởng quả, mà những cái hành động thiện của vị đó được gọi là Ba La Mật, Parami. Tại sao được gọi là Ba La Mật hay Parami? Bởi vì các cái vị Bồ Tát thực hành bố thí, trì giới, tu thiền, tinh tấn, vân vân, là hướng đến cái việc là nhàm chán cái việc mà sân tham, cái việc mà keo kiệt của cái tâm này, nhàm chán cái việc mà sát hại, đánh đập, làm cho chúng sinh khổ đau. Do cái sự nhàm chán đó, cho nên các quý vị Bồ Tát đó, không có làm, cho nên giữ được cái giới sát sanh, hay giữ được cái giới trộm cắp, hay là sẵn sàng cho ra tất cả vật ngoài thân, hay là cả cái thân thể này và chính cái mạng sống. Họ làm bởi cái tâm nhàm chán, gọi tắt là sợ nhân đó. Chữ nhân ở đây là nhân cho quả tái sanh, nhân cho quả hưởng lại những cái việc mà mình tạo tác ngay trong cái lúc hiện tại này. Nhưng đối với cái vị Bồ Tát đó, thì chúng ta nói sợ ở đây phải hiểu là cái sự nhàm chán. Giống như là bây giờ mình hiểu rõ cái việc mà trộm cắp hay là lấy của không cho đó, thì nó mang đến một cái
cái khổ về tinh thần rất là lớn. Cái khổ về tinh thần rất là lớn. Nếu quý vị nào trong đây, ngay cả Ban Thực Tình Đàn có từng bị cái cảm giác đó là bị mất của đó. Lúc mà còn ở sinh viên đó, thật sự ra thì lúc đi học, cái việc mà có được cái học phí, có được cái số tiền để mà đi học nó rất là hạn chế. Và cái việc mà mình bị mất cái tiền đi học như vậy đó, nó đau khổ nhiều bề lắm. Và chính những cái vị mà chúng ta không phải mất một cái tài sản lớn, hoặc là món đồ mà chúng ta thường sử dụng thôi, thì chúng ta có cảm giác rất là khó chịu, bực bội. Và chính vì hiểu được cái điều đó, chính vì hiểu được cảm giác đó đó, thì chúng ta sẽ không nỡ lấy của người khác. Thì Bồ Tát được hiểu như vậy đó, tức là những cái người đó họ thấy xa cái nguyên nhân ra cái hậu quả, và họ nhàm chán cái việc mà cái lòng tham của mình nó phát khởi khi mà lập của ngon vật lạ, hay là cái việc mà sát sanh làm cho chúng sanh khổ đau. Thì cái vị mà có cái tâm hướng về cái sự giác ngộ đó, họ có cái sự nhàm chán, họ có cái sự mà kinh sợ khi mà làm những cái việc này, ngay cho ra cái việc mà bệnh tật, hay là sống không có thọ, chết ở trong bụng mẹ, chết do bệnh tật, chết do tai nạn, chết do những cái hoàn cảnh khác nhau, và sống một cái cuộc sống đầy bệnh tật, tai ương. Thì cái nguyên nhân đó là cái việc đánh đập hay là sát hại chúng sinh khác. Và hơn thế nữa, cái vị mà Bồ Tát có cái tâm giác ngộ đó, thì cái những cái vị đó nhàm chán cái việc mà sân hận. Cái tâm sân là nguồn gốc của một cái sự khổ đau, làm cho cảm giác bất tội nguyện. Thì nhàm chán việc mà như vậy đó, cho nên Bồ Tát giữ được cái không sát sanh. Chứ không phải là như mình nghĩ là không sát sanh là mình được phước, được tăng thọ. Mình nghĩ như vậy đó là mình còn dính mắc trong cái việc tạo hậu nhân hưởng quả, mặc dù đó là việc thiện. Mà Bồ Tát thì sợ, tức là nhàm chán. Nhàm chán ở đây là nhàm chán cái tâm sân, nhàm chán cái tâm tham, nhàm chán cái sự bổn sẻn ích kỷ, nhàm chán cái sự mà não hại. Cho nên cái vị đó không có làm. Chứ không phải là nghĩ là mình không làm là do mình nghĩ mình sẽ được tăng phúc tăng thọ. Đó là cái cách nghĩ khác nhau giữa một cái người có cái tâm Bồ Tát, có cái tâm giải thoát, khác với một cái người mà chúng ta nghĩ làm thiện làm phước để mà hưởng cái quả. Và thưa quý vị rằng á, do là chúng ta có cái cách nhìn hiểu như vậy, nhưng ở trong cái việc mà nhân quả nghiệp báo đó, nó không có tính như vậy đâu. Quý vị làm cái việc tốt thì cái việc tốt nó sẽ đương nhiên trở thành một cái quả tốt, và nó sẽ trổ sanh và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta, mặc dù là chúng ta có muốn hay là không. Cũng như vậy, khi mà tạo cái nhân ác bất thiện đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ lãnh cái hậu quả khổ đau về sau, mặc dù chúng ta có than van, có cầu xin hay là không. Cho nên mà việc mà chúng ta làm như thế nào để càng ngày càng bớt cái phiền não đó, thì nó tốt hơn là làm theo cái cách thông thường là cầu phúc, cầu thọ, cầu an. Cho nên có một cái câu rất là ngắn và nghĩa đó, mà chúng ta có thể ghi nhớ. Tu, chúng ta nói cái từ tu hành á, tu là để được hay là để mất? Cái câu này thì Tịnh Đạt nhớ là có chia sẻ với quý vị trước kia, những trong cái bài giảng trước. Tu là để được hay để mất?
Có nhiều người thì nghĩ đó là tu là để được phước, nhưng khá hơn, tốt hơn là tu để được mất. Và mất cái gì thưa quý vị? Mất cái phiền não, mất cái lòng bỏng sẻn, mất cái lòng não hại, mất cái sự ganh đua, mất cái sự mà gian xảo, mất cái sự dễ vui. Đó là cái việc mà trên con đường của cái việc giải thoát, hay là cái việc mà bớt cái sự phiền tối trong cuộc sống. Chúng ta thử đổi cái cách tư duy về cái việc mà chúng ta làm điều tốt. Chúng ta làm điều tốt bởi vì chúng ta muốn giảm bớt cái việc xấu ở trong lòng mình, chứ không phải muốn làm điều tốt để được ban ơn hay là để được trả ơn. Khi mà làm cái điều tốt á, thì chúng ta nghĩ mình có nhẹ đi được cái chút nào hay không. Cho nên cái việc mà ví dụ cụ thể ở trong xã hội gặp ăn xin, hay là những người mà ta xin tiền ở ngoài đường đó, nhất là họ đi ngang những cái ngã ba ngã tư đường đèn đỏ đó, họ ra tận xe họ xin, thì cái việc đó rất là nguy hiểm trong giao thông. Và có nhiều cái thành phần giả mạo. Trong cái buổi thời buổi báo chí họ phanh phui rất là nhiều trường hợp. Nhưng thưa quý vị rằng á, khi mà chúng ta có cái sự mà muốn cho đó, thì chúng ta hãy móc ra cho. Còn mà có cái sự phân vân biết người đó giả mạo hay là có đáng tin cậy hay không, thì chúng ta hoàn toàn đừng có nên. Đó là mất của mà mất luôn cái sự trong sáng của cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình càng ngày càng hư. Và chúng ta cho như vậy, chúng ta hãy nghĩ rằng cho là chúng ta bớt cái sự giữ gìn cái của cải, bớt cái sự bám chấp vào trong của cải. Chứ đừng nghĩ rằng cho là để giúp cho người đó, giúp cho người đó được no ấm hay là no lòng. Chúng ta đừng có lấy cái lý do là vì cái đối tượng. Bởi vì cái đối tượng đó có thể là khi mà chúng ta đi một đoạn đường, hay là chúng ta gặp bạn bè, hay là chúng ta về nhà chúng ta kể lại, hoặc chúng ta nhớ lại, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cái đối tượng đó nó không phải là cái đối tượng hoàn toàn là thánh thiện. Cho nên nếu mà chúng ta dựa vào cái đối tượng để mà chúng ta móc tiền chúng ta cho đó, thì có thể chúng ta sẽ bị hối hận. Cho nên khi mà cho như vậy đó, thì chúng ta hãy quay về cái tâm của mình. Mình cho như vậy là mình cho, mình san sẻ cái tâm mình cắt bớt cái tâm mà bám chấp giữ lấy cái của cải. Mình bỏ ra chỉ bớt cái việc mà sang tham đó. Thì khi mà quay lại cái tâm của mình như vậy đó, một lần nào đi nữa chúng ta nghĩ lại và chúng ta vẫn có cái sự quan hệ với cái việc làm của mình, chúng ta không có màng đến cái việc mà đối tượng nó như thế nào. Cho nên cái việc bố thí hay làm các công đức đó, ở trong kinh dạy thì chọn cái đối tượng là những cái vị tu sĩ có nhiều cái sự tu hành. Đó là Phật dạy, lời kinh dạy. Nhưng thưa quý vị rằng nó quan trọng hơn đó là cái tâm của mình. Ở trong cái việc bố thí có là người thí, vật thí và đối tượng thí. Thì trong ba cái thí này, trong cái ba sự chuẩn bị này, Tịnh Đạt khuyên, và cũng đó là cái kinh nghiệm, mình hãy chuẩn bị cho cái người thí đó, nó quan trọng đi đầu. Cái vật thí nó quan trọng thứ hai, và cái đối tượng thí nó quan trọng thứ ba. Bởi vì khi mà chúng ta có sự chuẩn bị sẵn sàng cái việc bố thí á, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái vật thí. Và khi có sẵn sàng có vật thí thì bất kỳ đối tượng nào chúng ta cũng bố thí được. Bởi vì chúng ta bố thí bằng cách đó là cắt bớt cái phiền não, chứ chúng ta không có bố thí để mà được phước. Khi mà chúng ta nghĩ bố thí được phước thì chúng ta sẽ lựa đối tượng, đúng không? Nhưng mà cái đối tượng ở đây nó quan trọng là sao? Nó quan trọng đó là làm cho cái sự hoan hỷ, cái tính tâm nó được hỗ trợ, nó được thêm, củng cố.
củng cố. Nó chứ không có mang cái ý nghĩa đó là để được hỗ trợ trong cái việc mà bớt cái phiền não giải thoát. Cho nên quý vị cũng có cái sự suy nghĩ thêm hoặc là khác trong cái việc làm thiện công đức của mình, giống như là cái câu Bồ Tát Sở Nhân. Và lặp lại thì Bồ Tát Sở Nhân ở đây là sự nhàm chán, sự kinh hãi, chứ không có cái nghĩa là hoảng sợ hay là run sợ trước cái nhân tạo, mà là sự nhàm chán, cái sự mà không còn thích thú trong cái việc mà tạo cái nhân ác hay là cái nhân thiện hướng đến cái sự hưởng quả, mà là sợ tạo sự nhàm chán bởi vì muốn cắt bớt cái phiền não. Nó khác hơn là chúng sanh, ngay cả chúng sanh muốn làm thiện, và nhất là chúng sanh sợ quả khổ đau khi mà không có từ chối làm bất cứ một cái việc gì mang đến cái lợi lộc cho mình, ngay cả lừa gạt hay là nói dối hay là sống nuôi mạng trên cái sinh mạng của chúng sanh khác. Thì đó là những cái việc rất là không nên làm, và nó cũng là cái điều mà Đức Phật Ngài muốn sắp tấn các cái vị theo cái duyên sự. Cái việc mà đáng xấu hổ thì hãy nên xấu hổ, còn cái việc không có đáng xấu hổ thì đừng có quan tâm. Giống như các cái Nigantha này, cái việc mà giữ gìn tu hành làm các công đức thì không có lo. Hay là cái việc mà xấu hổ trong cái việc mà nói năng hành động bất thiện pháp đó, thì không có xấu hổ mà đi lo là mặc lộ thể hay là che đậy cái bát sợ côn trùng nó bay vào, thì cái việc đó nó không có đáng. Qua cái câu kệ ngôn 316 này thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với diễn đàn Kinh Pháp Cú chuyên đề, nhất là cái phần duyên sự. Tịnh Đạt xin gợi ý và để cho tất cả chúng ta đọc cái phần tiếng Việt á, chúng ta sẽ có cái mối liên kết chặt chẽ giữa cái duyên sự và cái câu kệ ngôn Pháp Cú 316 này, và cũng như là câu kệ ngôn Pháp Cú 317. Tịnh Đạt xin kết thúc cái bài chia sẻ trên diễn đàn Pháp Cú chuyên đề ngày hôm nay. Kính chúc chư tăng và mến chúc tất cả toàn thể quý vị có được cái sức khỏe và an vui trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 316 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Vatusapa mangalang rakhatu sapede vatusapa buddha na hoa ganesada sati kawantu te vatusapa mangalang rakhatu sapede vatusapa dhamma na hoa ganesada sati kawantu te vatusapa mangalang rakhatu sapede vatusapa sangha na hoa ganesada sati kawantu te. Tất cả phương báo ăn coi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng.
Gia đề quá ta sân ti vi hà ra quà si ni thủ pê gà rê bồ thi.